bửu quan rất xinh đẹp đều do nghiệp cảm nên. Học từ tướng tốt xanh, các tướng trong trang nghiêm đẹp nhưng mạo đầu tốt đội lập, đây do Phật khó niệm. Học từ tâm niệm sanh, túi tâm tính tâm chỗ hiểu biết như hiện hoặc không nên, tất cả là phân biệt. Hoặc là bửu quang minh. Hôm trước tôi đã giảng qua chỗ này, hôm nay tôi sẽ đi lướt qua ha. Xuất sanh chẳng biết được ha. Khi chúng ta ha, xuất sanh là xuất đi, sự sống ha, là xuất sanh, thì chúng ta không biết được ha. Tất cả quang minh nghiêm ha, tất cả là trang nghiêm ha. Vì sao vậy? Vì phút đó là rất là trang nghiêm thanh tịnh ha. quý vị thấy trang nghiêm thanh tịnh ha. Sự hiện diện của các chư Phật và Bồ Tát ha, đang đến để sự trang nghiêm của mình là một sự trang nghiêm, một tiếp đó thành tựu và các công đức viên mãn ha. Của quý vị đã tu hành tinh tấn đến như vậy, sự trang nghiêm này mà tôi không thể dùng từ để diễn tả được hết ha. Không từ ngữ nào mới diễn tả được, trong tất cả các ngôn ngữ trên trái đất này ha, đều không thể diễn tả được hết sự trang nghiêm này ha. Chỉ có những vị tinh tấn ha, những vị tinh tấn ha, những vị không thôi chuyển thì mới thấy được cảm giác của sự trang nghiêm này, sự trang nghiêm này. Vì sao vậy? Vì đó là sự thành công và thành quả trong quá trình tinh tấn nỗ lực tu tập ha. Trong quá trình tinh tấn nỗ lực tu tập của vị vi dự phạm tu ha, nên mới vị mới thấy được sự trang nghiêm đến như vậy. Nương hư không mà ở hợp thành thanh tịnh làm thọ, các nương quang minh ở mây sáng làm trang nghiêm. Mây sáng làm ngang nghiêm chỗ Bồ Tát đi và dạy đến ha. Lúc này ha, quý vị đã có những sở lực của mình và đi và đến ha, tại các nơi mà các vị chư Phật và Bồ Tát cho quý vị đến đây ha, là quý vị đã cảm giác được sự Bồ Tát đi và đến ha. Sự đi và đến ngày trong là trong hoàn toàn ý niệm rất nhanh ha, rất nhanh, nên quý vị mới thấy được sự đi và đến là và ở chỗ này họ là nghĩa diệu lý của kinh điển. Hoặc có những quốc độ từ nơi nguyện lực sanh an trụ như ánh tượng đêm nón chẳng thế để được hột men ni nhập thành chói sáng như mặt trời. Mani sẽ cười mã não những vật báu ở tại nơi hoặc cung điện thì mới có ở ta bà ha. Nhưng mà vật báu này lại là ở nơi của các cõi chư Phật và Bồ Tát, thì vật báu này sao vô cùng trang nghiêm, vô cùng là quý hiếm. Chúng ta thấy được sự trang nghiêm ha. Mani ha, và số lượng rất là nhiều, số lượng nhiều đến như vậy ha. Mani ha, chói sáng như mặt trời. Ánh sáng này sao? Ánh sáng của thì sao? Của nhật quang là vô cùng quý diệu ha. Ánh sáng này là ánh sáng của diệu diệu ha. Diệu diệu làm cho
làm cho tất cả chúng sanh đều thấy được, đều thấy nhìn thấy được. Bảo Châu Trùng Chân Trang Nghiêm Bồ Tát đều đầy khắp biểu diễn thành Phật độ Phường Lai Vang. Mấy sáng trên tràn kinh đó bửu quang rất xinh đẹp, bửu quang rất xinh đẹp, đều do nghiệp cảm nên. Học từ tướng tốt xanh, các tướng trang nghiêm đẹp. Nghiệp lực tôi dạy, tôi là hôm trước chúng ta đã học được học sự nghiệp lực thì chúng ta đã biết rồi. Nghiệp lực siêu cảm làm cho các tướng trở nên xinh đẹp, dù các tướng trở nên xinh đẹp như thế đến như thế, các tướng trang nghiêm. Quý vị có thấy các tướng Phật và các vị Bồ Tát đều rất xinh đẹp không? Rất là xinh đẹp ha. Đức Phật có mang một vẻ đẹp là sao? Các đức vị Đức Phật và chư Phật mang một vẻ đẹp là 32 tướng tốt, 82 vẻ đẹp, 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Một vẻ đẹp rất là hoàn mỹ, không có gì mà có thể so sánh bằng. Một vẻ đẹp của các đức Phật là vẻ đẹp. Vẻ đẹp này là do công tu tập từ vô lượng vô biên kiếp ha mới có được ha. Cái tướng đẹp đến như vậy ha, tướng quý vị ha. Tướng phàm phu của chúng ta thì chưa đẹp lắm ha, quý vị thấy tướng phàm phu của chúng ta đẹp không ha. So với tướng Phật thì tướng của chúng ta ha còn phải tu tập ha, quý vị đồng tu cũng còn phải tu tập nhiều để mới có tướng đẹp ha, để mới có tướng đẹp. Các tướng trang nghiêm đẹp vì sự đẹp của các tướng mà sao làm cho các ô mạo hay tốt đời đầu ha. Ô mạo tốt đời đầu ha. Ở đây ha, trong các vị Bồ Tát ha, có trừ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát ha, và Đại Thế Chí Bồ Tát ha, hai vị này ha, sống trong ha, thì ít có đội mạo, nhưng mà chúng ta thấy được là có Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát và Ngài Đường Tam Tạng ha, Đường Tam Tạng ha. Thì Pháp Sư Đường Tam Tạng thì có đội mạo ha. Nhưng mà thông thường trong nhà Phật của chúng ta ha, thì thường hay nói đến Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát ha, là thường nội mạo ha. Mạo của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát có đẹp không? Rất là đẹp. Mạo thì rất là đẹp. Là ơn như mạo tốt đòi đầu ha. Những gì đẹp đẽ nhất không? Thì được mạo tốt ha. Mạo mà những Phật Bồ Tát đòi thì đều rất là đẹp ha. Thường thông thường ha, các vị Bồ Tát thường cởi các linh thú của mình ha. Linh thú này là cái nhân duyên với lại các vị Bồ Tát nên mang được các vị Bồ Tát cưỡi ha. Thì như vậy thì chúng ta thấy được là các vị Bồ Tát cũng có nhân duyên với các linh thú để mà cưỡi các linh thú đó ha. Như vậy thì chúng ta hiểu được rằng ha, chúng ta hiểu được rằng tướng tốt và mạo đẹp thường đội trên đầu đối với những vị Đại Bồ Tát. Tại sao tôi gọi là Đại Bồ Tát? Vì cái Đại Bồ Tát này ha, có công đức vô cùng là vô lượng, như quý được quý, như những như sông hằng hà vô số thế giới, hằng hà vô số là rộng biết bao, rộng lớn mà quý vị có thể nói từ kiếp này tới kiếp khác cũng không hết được. Đó là công đức của các Ngài Bồ Tát và các vị chư Phật ha. Nên chúng ta phải thể hiện lòng, chúng ta phải thể hiện lòng tôn kính ha, với các vị chư Phật và Bồ Tát cùng các vị Phật ha. Không được có tâm niệm bất kính ha. Vậy thì chúng ta hiểu được rằng Thank you.
đây do Phật hóa hiện, học từ tâm niệm sanh, tính tâm chỗ hiểu biết, như hiện không chỗ nơi, tất cả là chư Phật. Tại sao là đây? Đây là Phật hóa hiện. Vì sao vậy? Vì khi quý vị đạt tới cảnh giới của các đức Phật thì quý vị đã là chung là thành viên là đại gia đình của nhà Phật, thì quý vị đang ở trong một vai trò rất là tối cao. Vì vậy mà quý vị đã trở nên sao? Đã trở nên có thở khó hiện, khó hiện, khó hiện từ quả vị bậc A La Hán, từ quả vị bậc bậc tiên tử. Tiên tử thì quý vị đã có thể dùng thần thông lực, hoặc là có thể từ đạt tới quả vị thần. Tới quả vị thần thì quý vị cũng có thể dùng các thần thông lực, các tuần thần thông lực, huống hồ chi là các vị chư Phật. Các vị chư Phật hiện biết rất là linh hoạt, rất là linh hoạt. Từ các vị thần, quý vị đã có thể tùy thân biến hiện rồi, tùy thân biến hiện. Tôi lấy ví dụ như thần sông, thần núi, thần biển, thần sóng, thần gió, thần sóng, thần gió gọi là thần phong, phong là gió, thần phong, thần biển, thần long. Thì như vậy thì chúng ta thấy được cái sự biến hiện rồi, biến hiện từ nơi thân. Nhưng mà đối với các vị chư Phật thì sự biến hiện này có dễ dàng không? Đối với cái sự biến hiện thần thông này thì rất là dễ dàng quá, rất là dễ dàng. Đây là do Phật hóa hiện, sự hóa hiện này rất là dễ tâm. Sự hóa hiện này là hiện từ tâm thôi, hoặc từ tâm niệm sanh. Tâm từ tâm của các vị chư Phật đã niệm tâm trước đây. Phàm phu, tâm phàm phu là khác nhau ha. Và tâm của các vị Bồ Tát chư Phật cũng là khác nhau, tâm của các vị Phật cũng là khác nhau, tùy do nghiệp lực mà sinh ra ha. Sinh ra ha. từ đó mà biến chuyển ha. Từ tâm nghiệp lực ha. đó là nghiệp lực ha. Từ vậy, như vậy thì quý vị thấy ha, từ vị Phật cũng phải tu tập ha. Cũng phải tu tập thêm để nâng cao lên ha, để nâng cao. Như vậy thì quý vị thấy được sự ở đây ha. Sự ở đây là một quá trình công phu tu tập ha. để mà đạt được kết quả cao nhất ha, để đạt kết quả cao nhất ha. Trong hôm trước tôi đã nói ha, trong nhà Phật của chúng ta ha, trong Phật giáo ha, thì chúng ta có 15 quả vị ha. Quả vị thấp nhất và quả vị cao nhất là bởi vì thấp nhất là bởi vì đang sơ phật, còn bởi vì cao nhất là bởi vì phật. Như vậy thì quý vị từ bởi vì thần mà trở lên bởi vì Phật thì quý vị cũng phải tu mới có đạt được công phu của quả bởi vì Phật. Đó là như vậy ha, đó là như thế ha. Thì quý vị cũng hiểu là mỗi quả vị thì thần thông sẽ khác nhau ha, sẽ khác nhau. Quả vị Phật thì phải là thần thông cao nhất, quả vị thần thì cũng có thể biến hiện biến hóa, nhưng mà ở trong một hạn chế, trong chế điều hạn chế có thể là ít hơn ha. Thần thông sẽ ít hơn ha. Theo tôi nghĩ là như thế ha, thần thông sẽ ít hơn ha. Vì các vị thần còn phải sao, còn phải tu tập tiếp nữa, phải tu tập tiếp theo. Tính tâm chỗ hiểu biết, tính tâm ở đây là sự nhất tính, nhất tâm, từ chỗ hiểu biết mà sinh ra các thần thông đó ha. Hoặc từ tâm niệm sanh, từ tâm chỗ tính tâm chỗ hiểu biết, như hiện không chỗ, sự hiện này là không có thật, không có thật. Vì sao vậy ha? Vì sự biến hiện ha, biến hiện từ nơi thân. Tôi lấy ví dụ ha, một vị thần ha,
có thể từ ở cõi giới của cõi ta bà ha. Các vị thần dùng thần thông của mình biến hiện ra khỏi cõi hư không là điều rất là tâm tính tâm là chỗ nào chỗ hiểu biết ha. Quý vị thần chỉ cần ha là có thể biết được ở về đây đã đi và đến được ha, nơi mà mình muốn dùng được thần thông. Phàm phu chúng ta thì có thể dùng được thần thông không? Chắc chắn là không ha, chắc chắn là không. Vì sao vậy ha? Vì chúng ta chưa đạt được công phu này ha. Nên vì vậy chúng ta còn phải tinh tấn tu tập tiếp ha, tinh tấn tu tập tiếp thì mới đạt được ha, mới đạt được đó. Tiếp tục. Tất cả là phân biệt ha. Đúng vậy. Vì nghiệp lực dẫn dắt làm cho sự cái tâm của chúng ta nó phân biệt ha. Cái sự phân biệt ở đây là tất cả các quả vị ha. Tôi lấy ví dụ khi quản sanh ở về cõi tình độ, quý vị cũng phải trải qua các quả vị. Vì các quả vị này là khác nhau ha. Và cũng tùy theo nghiệp lực dẫn dắt ha, nhân duyên dẫn dắt và phước đức. Nên từ đó mà cũng khác nhau ha. Nên tất cả là phân biệt ha. Mọi sự việc, sự vật trong vạn vật này đều có sự phân biệt ha. Chúng ta có sự phân biệt ha. Vì sao vậy? Vì sự phân biệt là do phần do nghiệp lực và nhân duyên ha. Vì sự nhân duyên và nghiệp lực ha, làm cho sự phân biệt của dẫn dắt của các sự vật. Sự vật làm cho sao? Làm cho các tập khí phân biệt ha. Từ các tập khí phân biệt làm cho sao? Làm cho sự si mê phân biệt ha. Mà từ đó mà tất cả đều là phân biệt. Nên chính vì vậy mà chúng ta hiểu là sự phân biệt trong nhà Phật đó chính là sự phân biệt của tất cả các nghiệp lực. Vì mỗi tất cả chúng sinh và Phật tử đều có tự tánh, và tự tánh này ha, đều có các sinh các linh tánh ha. Linh tánh sẽ phân biệt ha. Vì thế là tất cả là phân biệt ha. Tất cả là phân biệt. Kính thưa quý vị đồng tu, bài giảng kinh điển và thuyết pháp hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị đồng tu ở bài giảng video clip tiếp theo. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị đồng tu, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về phần Hoa Nghiêm Kinh. Hôm trước chúng ta đã nói về Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát đã nói về các thế giới và các hoa tạng. Đại lực hoặc nương nhờ trong đại lực Atula hoặc là các đại lực khác. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu kinh điển Phật giáo để chúng ta biết được rằng ha, khắp cư mười phương cõi hư không ha, chỗ có tất cả những quốc độ Như Lai thường tụ thường gia trì ha. Chúng ta thấy được thường trụ ha. Thường trụ chính là tại tâm. Tâm này là tâm thường trụ ha. Vì sự thường trụ của chúng ta mà chúng ta sanh ra minh tâm kiến tánh. Và minh tâm kiến tánh ra thì chúng ta có tánh Phật ha. Từ đó mà chúng ta mới có sự giác ngộ được ha, giác ngộ được. Như vậy thì Phật tánh của chúng ta ha, đã hiện ha, đã hiện. Như vậy thì chúng ta thấy được ha. Tại sao Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ha lại nói ta là Phật đã thành và chúng sanh là Phật sẽ thành ha? Bởi vì tất cả phàm phu của chúng ta đều có Phật tánh ha? Đều có Phật tánh. Và ngài Đức Thích Ca Mâu Ni Phật để hiểu được chỗ này ha, để hiểu được chỗ này nên ngài đã mới nói như vậy ha.
vì sao? Vì minh tâm kiến tánh của chúng ta bị che lấp, nên chính vì vậy mà chúng ta mới không thấy được Phật tánh ha. Mà Phật tánh là ở tâm ha. Khi quý vị mọi vạn duyên buông xuống thì quý vị sẽ thấy được Phật tánh ha. Quý vị đồng tu sẽ thấy được Phật tánh, nên Như Lai thường trụ thường gia trì là ý này ha, là tôi nói ý này. Khắp nơi hiện tiền đều thấy được, hoặc tất cả các thứ những quốc độ đều do ly cấu bửu kim thịnh mani thanh tịnh rất tốt sinh quyên minh kháng rực khắp hiện tiền, hoặc có cõi nước sáng thanh tịnh nương hư không giới mà an trụ, hoặc con biển mani lại có thường trụ quang minh. Chúng ta thấy sự thường trụ quang minh là sao? Là ánh sáng của vô lượng quang minh. Và ánh sáng vô lượng này thì có hoặc có cõi nước sáng thanh tịnh. Sáng thanh tịnh ở đây là cõi nước, mà tôi muốn lấy ví dụ và điển hình cụ thể hơn là đó là cõi nước của cõi Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc chính là cõi nước thanh tịnh. Vì sao vậy? Vì ở đây đó không còn có thêm sân si mạng ha. Vì ở nơi đó là tâm thanh tịnh. Vì tâm thanh tịnh của quý vị mới có thở, mới có thở vãng sanh về nơi cực quốc ha, hoặc là về nơi quốc độ. Đó là điều tôi muốn nói ha. Điều do ly cấu bửu làm thành, mani thanh tịnh rất tốt sinh. Tại sao nói mani thanh tịnh rất tốt sinh ha? Mani để chính là chân châu, sờ cừ, mã não và rất nhiều ha. Để nói tới rằng những vật quý báu trong trời đất ha, không thể nào có được, người tầm phu chúng ta không thể nào có được, mà chỉ có ở những cõi nước của các chư Phật mới có. Như vậy thì chúng ta hiểu được rằng ha, hoặc có cõi nước sáng thanh tịnh nương hư không giới mà an tụ ha. Sự pháp giới của hư không ha, đem lại chúng ta ha, có sự an trụ ha. An trụ hư không pháp giới là một khoảng không mà tôi nói chính hơn là của toàn thể vũ trụ ha. Vì sao vậy? Vì toàn thể vũ trụ đã bao gồm tất cả các ngân hà ha. Vì sao vậy? Vì các ngân hà không thể nè, nó là một sự kết nối của các ngân hà ha, bởi các hành tinh của chúng ta ha. Vì vậy mà chúng ta mới thấy được cả vũ trụ ha, cả vũ trụ. Nhưng ở đây hư không cõi nước sáng thanh tịnh ha, điều đó có nghĩa là nương hư không mà thanh tịnh ha. Tại sao Đức Phật muốn nói chúng ta ha, Phổ Hiền Bồ Tát đã nói chúng ta nương hư không mà an trụ. Như vậy thì chúng ta thấy được thật trong biển mani ha. Biển mani là một biển rất lớn ha, lại trong trụ cái tăng quang minh ha. Như Lai ở trong khung hội này ha, thì chúng ta thấy được pháp tạng ha. Hôm trước tôi đã nói về pháp tạng và tánh ngã ha, sự ngã và vô ngã ha. Ngã và vô ngã chính là sao? Là sự vô minh trong vô ngã ha. Vô minh trong vô ngã nên gọi là thường trụ, mà thường trụ là tâm bất biến ha. Từ chỗ tâm bất biến nên chúng ta mới sao có được minh tâm kiến tánh, từ đó mà quý vị mới được an trụ. Đó là tôi nói ý này ha. Đó là tôi nói ý này. Tiếp theo, diễn thuyết pháp luân đều xảo diệu, cảnh giới chư Phật rộng vô biên. Đúng vậy, chư Phật là rộng vô biên. Để đạt đến cảnh giới vị Phật là quý vị đã vượt qua khỏi 25 cõi ha. 25 cõi không còn nằm trong lục đạo luân hồi. Để từ quả vị A La Hán là quý vị đã vượt qua khỏi cõi lục đạo luân hồi ha. Quý vị đã vượt qua khỏi tam giới và quý vị đã vượt qua được khỏi lục đạo luân hồi. Từ lục đạo luân hồi này quý vị không còn nằm trong vòng sinh tử nữa. Quý vị đã thoát ly. Từ đó mà quý sự sáu thọ mạng cũng cùng trời đất. Đó là tôi muốn nói ý này. Dài thọ mạng cũng cùng đất trời. Vì sao thế? Vì khi không còn trong vòng sinh tử luân hồi, quý vị đã thoát khỏi ly cõi ở vòng sinh tử, và quý vị sẽ không còn lên luân hồi, thì quý vị sẽ có tuổi thọ sánh ngang cùng trời đất ha. Đó là
Đó là điều tôi muốn nói. Nên như vậy, cảnh giới chư Phật rộng vô biên. Rộng vô biên là ý này ha. Sự rộng lớn ở đây là không cùng tận ha. Giống như tuổi thọ của quý vị sẽ không cùng tận ha. Các quý vị tuổi thọ của các chư Phật là không cùng tận. Vì sao vậy? Vì tuổi thọ ngang cùng trời đất ha. Không thể nào ước lượng được. Tôi cũng không thể nào diễn tả hết được sự rộng lớn vô biên này ha. Rộng lớn vô cùng tận này. Chúng sanh thấy được lòng hoan hỷ. Chắc chắn là sự giác ngộ của quý vị đã thấy được lòng hoan hỷ. Quý vị đã tin vào thế giới hư không ha. Vì sao vậy? Vì ở nơi đó ha, quý vị là thân tâm thanh tịnh nhất, không còn tham sân si mạn. Từ đó mà mọi ngạo mạn cố chấp si mơ quý vị đã rũ bỏ ha. Mọi vận hoặc của vạn duyên quý vị đã buông xuống. Từ đó mà quý vị mới thấy được thân tâm thanh tịnh. Từ đó mà quý vị mới thấy được Phật tánh của mình ha. Từ đó mà quý vị mới thấy được sao? Chúng sinh thấy được lòng hoan hỷ. Vì quý vị có lòng hoan hỷ như thế nên quý vị mới cầu đạo Bồ Đề ha. Cũng giống như năm xưa ha, Thái tử Tất Đạt Đa đã rời bỏ cung vàng điện ngọc, đã rời bỏ để đi tìm sư học đạo, để cầu đạo giải thoát. Đó chính là cầu đạo Bồ Đề. Ngài đã không màng tới vinh hoa phú quý, từ đó mà mới đắc đạo trở thành. Sau 6 năm khổ hạnh đã tu thành chánh quả và bậc đạt được trong quả vị cao nhất, đó là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì trong quả vị Phật là quả vị cao nhất. Tôi muốn nói ở đây có nghĩa là điều này có nghĩa là trong tiền kiếp của Ngài đã vượt qua ở các quả vị Bồ Tát ha. Quả vị Bồ Tát và bước ngày hôm nay là trong tiền kiếp này ha, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cách đây khoảng 2600 năm thì Ngài đã sao? Ngài đã chứng được Niết Bàn. Đó là một hành trình tu tập ha, từ vô lượng vô biên kiếp mà quý vị mới thấy được sự tu tập của Ngài ha. Từ tu hành đến quả vị ha. Có khi là sao? Là ở thân tứ đại. Có khi là ở thân sáu, thân cõi giới súc sinh. Có khi là thân cõi giới của ta bà. Có khi là cõi giới của các vị Bồ Tát. Vì thế mà nương an trụ trong tâm mũi. Vì vậy mà quý vị mới hiểu được rằng ha. Quý vị mới hiểu được rằng pháp giới của hư không chính là điều kiện mà quý vị thấy lòng hoan hỷ ha. Chúng sanh thấy được lòng hoan hỷ như thế, vì vậy mà quý vị mới sinh tâm được cầu đạo học Phật ha. Cầu đạo học Phật để có ngày chứng đắc ha. Có ngày chứng đắc cũng giống như tôi và quý vị ở đây ha, cũng sao cũng đang trong bước đường cầu đạo học Phật ha. Cầu đạo học Phật đó chính là tâm quý vị đã bình tâm ha, bình an nhất trong và được sinh lòng hoan hỷ. Vậy giờ tôi hỏi quý vị, có quý vị nào trong đây khi nghe được nói tới bài giảng này ha, thì quý vị đã sanh tâm hoan hỷ chưa ha? Quý vị đã sanh tâm hoan hỷ rồi thì cho tôi chúc mừng quý vị, vì quý vị đã thấy được sự vạn duyên buông xuống. Vạn duyên buông xuống là trong thân tâm quý vị không còn vướng bận điều chi ha, không còn vướng bận điều gì. Chính vì vậy mà quý vị mới thấy lòng hoan hỷ. Và tôi xin chúc mừng quý vị đã đạt được lòng hoan hỷ nhất. Tiếp theo, có cõi sức nghiêm rộng bằng mani, hình như đèn sáng dâng cùng khắp, lửa thơm mây sáng màu chói rực, lưới báu sáng chói dùng che phủ, hoặc có quốc độ hư không an trụ liên hoa rộng lớn sâu ha. An trụ liên hoa rộng lớn sâu, tôi lấy ví dụ điển hình khi quý vị vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc ha, cõi Tịnh Độ. Ở nơi đó thì sao? Ở nơi đó là quý vị đang làm bạn lòng cư dân ha, trung căn, thượng căn và hạ căn, và từ đó quý vị đã làm bạn với sao? Làm bạn với cái bậc đại tri thức, đó là bậc đại Bồ Tát ha. Mà ở đó là thân thiết nhất là hai đại Bồ Tát, Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát. Bên cạnh đó thì có giáo chủ Ta Bà là Đức Phật A Di Đà Phật ha. Vì vậy mà quý vị mới sao? Mới được an trụ ha. Quý vị đã làm bạn với họ ha. Vì cánh cửa Phật ha,
quý vị muốn vào được nơi đó thì quý vị phải thân tâm thật là thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh là quý vị đã hoàn duyên buông xuống ha, hoàn duyên buông xuống. Nên vì vậy mà sao, ăn rượu liên hoa rộng lớn sâu ha, trong cửu phẩm liên hoa ha, trong cửu phẩm liên hoa kinh tôi đã nói giảng rất là nhiều ha. Chúng ta có chín phẩm vị và từ đó quý vị vãng sanh ha. Vì vậy vì sự vãng sanh của quý vị mà quý vị đạt được những phẩm vị của mình, từ đó mà quý vị mới có những quả vị. Nhưng trước đó quý vị phải sao vãng sanh vào liên hoa sạch. Liên hoa sanh này sẽ trải qua 7, 49 và 21 ngày ha. Quý vị sẽ được hai đại bi quan Thế Âm Bồ Tát và đại Thế Chí Bồ Tát cùng thuyết pháp giảng kinh. Từ đó quý vị mới sanh tâm lòng hoan hỷ mà trở thành đồng cư dân quốc độ cõi tịnh độ ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Mà ở thế giới Tây Phương Cực Lạc của chúng ta là cách chúng ta khoảng bao nhiêu? 10 ức Phật. Như vậy thì chúng ta thấy được rất là xa xôi. Quy thần lực này không thể đủ hơn. Quý vị phải được ban hộ niệm của các vị chư Phật thì mới có thể vãng sanh về nơi đó. Vì sao thế? Vì quý vị phải nhờ vào các thần lực của ngài Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát và ngài Đại Thế Chí Bồ Tát cùng Đức Phật A Di Đà thì ngài thì các vị mới có thở vãng sanh ha, mới có thở được tiếp dẫn. Từ đó quý vị mới có thở được sanh vào liên hoa đại. Nên vì vậy mà trên kinh hoa nghiêm này đã nói ha, an trụ liên hoa rộng lớn sâu, rộng rãi thanh tịnh khác thế giới, chư Phật dự thiên trang nghiêm đó, hoặc có quốc độ theo luân chuyển ha, sự luân chuyển của vòng tuần hoàn của thế giới ha. Trong thế giới hoa tạng chúng ta thấy được 25 cõi này ha, là 25 cõi mà quý vị sẽ vượt qua ha, sẽ vượt qua và hình thành. Vì sao vậy? Cũng có cái vị đồng tu ha, vì ngộ tánh cao nên vì ngộ tánh là chính là căn tánh cao, vì sự này mà quý vị vượt qua được 25 cõi luôn, là điều đó có trở thành đồng cư dân của cõi nước Phật. Vì vậy mà quý vị được vượt qua. Còn nếu quý vị căn tánh ít, quý vị phải đi từng cõi ha, phải đi từng cõi tu tập từng cõi như thế, thời gian rất là lâu dài ha, rất là lâu dài. Ở ta bà của chúng ta ha, ở ta bà chúng ta là quá trình tu tập mà để nhanh nhất về với Đức Phật, đó là ở cõi ta bà này. Còn tất cả các cõi khác là khoảng thời gian rất là dài, có khi là ở một nửa ở kiếp, có khi là ở kiếp, có khi là muôn ở kiếp ha. Như vậy quý vị mới thấy được cõi giới này rất là lâu ha. Tôi lấy ví dụ như ở cõi địa ngục, quý vị muốn về cõi Phật tức là quý vị phải tu rất là nhiều ở kiếp ha, hay còn gọi là muôn ở kiếp. Vì sao vậy? Vì sự ngộ tánh quý vị đã nha, vừa chịu phải cực hình trong địa ngục, còn phải có tinh tấn tu tập thì quý vị mới về được cảnh giới cao nhất ha. Nên nó phải là thời gian phải là muôn ức Phật. Còn nếu quý vị ở cõi súc sanh là sự tư tưởng rất là chậm ha, sự tư tưởng chậm này làm cho quá trình ảnh hưởng tu tập của quý vị rất là chậm ha, sự tiếp thu và nhìn nhận của quý vị sẽ chậm hơn, từ đó quý vị cũng về với cõi nước rất là chậm. Chỉ duy nhất trong sáu cõi ha, là sáu cõi đó là cõi người và cõi trời, thì là hai cõi này chỉ luôn luôn lúc nào cũng về với cõi Phật là nhanh nhất. Như vậy thì quý vị mới hiểu được rằng ha, ở cõi trời chúng ta là những ai, những đồng cư có thiện duyên và phước duyên lớn mới sanh được ở cõi trời. Nhưng vì ở cõi trời là cõi nơi hưởng khói lạc, dù đó từ đó mà quý vị khó mà tu tập được, chỉ duy nhất ở cõi ta bà, cõi người, cõi phàm phu của chúng ta thì mới có thể tu tập, từ đó là quý vị mới thành tựu lớn đến như vậy ha. Tôi cũng mong là quý vị tinh tấn tu tập ha, để có được thành tựu đáng được để trân trọng đến như thế.
do họ oi thần được an trụ. Tôi đã nói ý trên hả? Quý vị muốn sanh về cõi nước và phải có thần lực hỗ trợ hả? Địa tạng Bồ Tát đều ở trong, thường thấy vô lượng báu có cõi nước Tây Kem Kem hoặc có cõi nước rộng gần Tây Phương. Từ đó gia nên từ tỳ nô gia na Phật đấng vô thượng ở trong cõi nước chuyển pháp luân. Vì sao thấy Địa Tạng Bồ Tát đều ở trong ha? Vì trong hoa tạng này ha, ở đâu cũng là vì thử thường trụ ha. Chúng ta đã học về rất nhiều thường trụ tam bảo. Vì ngài Địa Tạng ha, có sự từ bi rộng lớn và thọ nguyện sâu như vậy ha, nên ngài mới thọ nguyện trong cõi giới của địa ngục. Nếu tất cả chúng sinh đã thoát khỏi được khỏi mọi khổ đau thì ngài mới trở thành Phật quả ha, thì ngài mới trở thành quả Phật, quả vị Phật. Như vậy thì chúng ta thấy điều thấy được Địa Tạng ha. Như vậy thì chúng ta thấy được chữ tính thường trụ ở đây là rất là bất biến ha. Vì sao trên kinh gọi là bất biến? Những phàm phu nào nói ha, phàm giá trị hữu vọng thì nói là không phải pháp của Như Lai, thì điều đó là làm cho quả Như Lai. Mà nếu mà nói pháp Như Lai là bất biến, tức là không thường trụ ha. Vì sự không thường trụ nên hình pháp của Như Lai chính là thường trụ, mà thường trụ ở đây chính là thường trụ tam bảo ha. Quý vị đồng tu cũng nên hiểu nghĩa lý chân thật này, hiểu được nghĩa lý chân thật này để quý vị được hiểu được tính thường trụ của nó ha. Thường thấy vô lượng thường báu rộng lớn ở cõi nước ở Tây Kim Cang ha. Tây Kim Cang hoặc có cõi nước gần Tây Phương ha. Có cõi tỳ lô gia na đấng vô thường ha, thường ở cõi nước này chuyển pháp luân là những bậc mà mang trọng trách ha, hay còn gọi là thủ thư. Những bậc này là luôn đứng đầu ha. Có thể là một nước nhỏ, cũng có thể là một nước lớn ha. Tôi gọi ở đây Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một chuyển pháp luân ha. Chuyển pháp luân vì sao thế? Vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ha là một thái tử Tất Đạt Đa ha. Ngài đã trải qua ha, rất nhiều vô số kiếp ha, mà trở thành thái tử Tất Đạt Đa ha, là con vua dòng dõi của vua Tịnh Phạn ha, ở làng Xá Vợ ha, ở kinh thành Xá Vợ. Như vậy thì quý vị thấy được sự chuyển pháp luân ở đây chỉ là những người đứng đầu, và chính là ngài đang được định thành là vị vua tương lai. Nhưng mà sao? Vì cầu đạo Bồ Đề nên là ngài đã bỏ ha. Nên là mà đã bỏ cung vàng địa ngọc. Nhưng ở thời quá khứ thì sao? Ở thời quá khứ thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ha đã không còn là một chuyển pháp luân ha. Vì ngài đã chuyển pháp luân rồi ha. Trên kinh Kim Cang cũng đã nói rõ, và trên kinh Địa Tạng cũng đã nói rõ. Thì tôi nói muốn nhắc lại các kiến thức mà kinh điển của ở đây ha. Quý vị đồng tu đã tu lâu thì đã hiểu được chỗ này. Quý vị đã thấy được chỗ này ha. Vì vậy mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ha, có thể gọi là chuyển pháp luân, hoặc cũng có thể không gọi là chuyển pháp luân, vì ở thực tại là ngài là một thái tử, còn ở trong thời quá khứ thì ngài đã là một chuyển pháp luân ha, chuyển pháp luân rồi ha. Hoặc ở trong thời quá khứ ngài đã là Phật rồi ha, nên bây giờ ngài chỉ thị hiện ở chốn ta bà này để cho quá trình được thành Phật cho chốn nhân gian, được cho vốn thành phu. Chúng ta hiểu được rằng ha, tính thường trụ của pháp và tính hư vọng của pháp ha, pháp tạm như là ha. Tiếp theo Phật nương cây báu trụ hàng không trong mây sáng kia thiên cường như vậy ha. Cây báu ở đây là rất nhiều ở các cõi tình ha. Từ đó mà quý vị mới thấy được cây báu là thể hiện sự không ôi đức uy nghiêm ha, sự vô lượng ha, vô lượng của các cây báu ha. Cây báu là thể hiện của ở các nước ở các nước chư Phật mới có ha. Đông phương có ha, Tây phương có ha, Đông bắc có ha, Tây bắc có ha, phương trên có, phương dưới có, phương bắc có, phương nam có, và phương đông có, phương tây có. Phương tây ở đây chính là Tây phương cực lạc thế giới ha. Như vậy thì quý vị sẽ thấy được
sự cay báu hay thường trụ. Nhưng ở cây báu ở đây là rõ nhất là ở tại phường ha. Ở cõi tịnh đàn được miêu tả rất chi tiết ha. Tôi chỉ nói lại thôi ha. Các cây báu này là láng lá sao rộng gòn sao một ha, một đến hai đến ba đến bốn đến năm do nè ta tuần ha, rất là rộng ha, rất là lòng cây báu ha. Mỗi trên thân cây báu sao được phát chiếu ánh sáng lượng quanh ha, được ánh sáng chiếu lượng quanh, vì vậy mà luôn có ánh sáng chói lò nhưng mà không gây ha, làm cho đồng cư dân nơi đó rất là thích thú. Vì vậy mà quả những cây đó thì sao rất là nhứ ngọt như là mani câu lõi ha, như câu lõi ha. Thở ái ăn vào thì sao được trẻ ra ha. Thời điểm đó ha, mà ở tại cõi Ta Bà cây mani câu lõi đã được linh hiệu đến như vậy ha. Ở tại vùng đất Na Ban ngày nay ha, chính là vùng đất Ấn Độ, thì tại vương Lâm Tỳ Ni ha, và tại vương thì tỳ khưu thì sao thì có các loại cây này ha, và ai ăn vào thì sẽ được trẻ ra ha. Các loại có phải gọi là cây báu của nhân gian không, vì làm nhan sắc của phàm phu chúng ta được trẻ lại mà lại có ha. Vì trên thực tế quý vị đồng tu và tôi cũng đã biết rồi, ha, không có loại thuốc trường sinh hoặc là trẻ lại ha, không có loại thuốc này ha. Nhưng mà thời điểm đó thì lại có cây mani loại ăn vào sẽ trẻ ra, sẽ trẻ trung ra ha. Như vậy là rất là quý báu. Tôi không biết là ở tại những cây đó còn hay không, nhưng mà thời điểm đó đúng là một cây báu ha, đúng là một cây báu. Trong mây sáng thiên con như vậy, có cội nước nương nhờ trong biển lớn, hoặc tàu trụ kim cang rất bền chắc, có cội nước trung trụ kim cang tràn, có cội nước trụ trong biển hoa tạng cầm biển rộng lớn của khắp ha, có cội nước ha, trong trụ trong kia còn kia thằng không ha, có cội nước ha, có cội nước nương nhờ trong biển lớn ha. Chúng ta có tất cả ba biển lớn ha. trong hoa tạng ha. Tôi không nói ở cõi Ta Bà ha, tôi nói ở các cõi giới khác. Như vậy thì chúng ta thấy được ha, quý vị ở đồng tu nào ở các cõi giới nào ha, thì cũng nếu chưa hiểu được các cõi giới thì cũng nên nghe để hiểu thêm ha. Chúng ta có tám cõi giới ha, chúng ta có tám cõi giới ha, chúng ta có tám hải. Như vậy thì chúng ta những hải lớn như vậy ha, được nằm ha, được nương nhờ nơi đó thôi. Nhưng cũng có cõi nước thì sao, nhưng nó có nước thì sao, có cõi nước thì trong biển hoa tạng chúng ta sẽ có nhiều tầng ha. Chúng ta có nhiều tầng như vậy ha. Trong biển hoa tạng thì ra một biển lớn ha, một biển lớn mà bao gồm tất cả các biển ha, hoa tạng ha. Quý vị đồng tu cũng nên nhớ hoa tạng không phải là hoa đông nha, hoa đông là ở của Trung Quốc ha, hoa đông biển đông là của Việt Nam, hoa đông là của biển Trung Quốc ha, còn hoa tạng là khác ha, hoa tạng là ở cõi khác chứ không phải là ở Việt Nam hoặc ở Trung Quốc nha các bạn, nha các vị đồng tu. Tiếp theo, thần biển rộng lớn khắp các nơi, từng có gia na Phật hiện tại hoặc trong lời gắn vô lượng thứ tướng đỏ quang chặn đậm hoa tạng trang nghiêm khắp thế giới ha, hoa tạng trang nghiêm khắp thế giới ha. Sự khắp thế giới đó là sao, hoa tạng trang nghiêm khắp thế giới. Các vị có thấy các chư cư Phật học và có Bồ Tát ở các cảnh giới đều có là trang nghiêm ha. Tôi lấy ví dụ ở ngài Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát ha, ở biển Nam Hải ha, ở biển Nam Hải cư ngụ thường xuyên ở biển Nam Hải ha, vì Nam Hải là nơi mà Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát thường về đó để sao, để tu tập ha, để tu tập cho quả vị của mình. Vì sao thế, vì ngài Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát ha,
vì thương chúng sinh, vì Ngài ở đại biển Nam Hải để quan sát chúng sinh, rồi đi vào biển Nam Hải để có thể đi qua cái khổ giới để mà ban phúc lành cho tất cả những ai cứu giúp những chúng sinh lầm than và đau khổ. Nên tất cả các ngôi chùa ở Việt Nam của mình ha, quý vị cũng thường thấy thờ tại điện Quan Âm thì cũng thường hay thờ Đại Bi Quan Tham Bồ Tát, vì thờ Đại Bi Quan Tham Bồ Tát mà được các phàm phu của chúng ta ha, rất là tôn kính và yêu mến ha. Có khi còn tôn vinh là mẹ Nam Hải, có khi là mẹ Đại Bi Quan ha. Thì vì sao vậy? Vì Ngài được biểu tượng cho một thân nữ ha, cho thân nữ đoan trang và rất là xinh đẹp để tạo sự gần gũi trong tất cả chúng sinh ha. Vì sao vậy? Vì hàng Bồ Tát là sự gần gũi nhất trong chúng sinh ha. Quyền Ngài thể hiện để thị hiện cho trong tất cả chúng sinh ha. Ở một thân khác ha, một hình hài khác ha, đó là Ngài Đại Bi Quan Tham Bồ Tát. Các vị đồng tu cũng nên lưu ý ha. Vì trong biển ha, trong cõi biển ha đó, và biển Nam Hải cũng là một trong những biển lớn ha, biển lớn của Hoa Tạng ha, của Tạng. Thăm biển rộng lớn từ tầng có gia cố gia na Phật phát hiện hoặc hà hoa nhóm vô lượng thứ từ thường đã quen thường đã xây vòng cũng chẳng phương đồng. Hoa Tạng trang nghiêm khắp thế giới tu hành tham tịnh mới thấy được các cõi như vậy đều sai khác ha. Tất cả các cõi giới đều có sự sai khác và khác biệt. Vì sự thanh tịnh của quý vị nên quý vị mới thấy được sự sai khác này ha. Trong cõi giới thì Ngài Phổ Hiền Bồ Tát ha, có nói với chúng ta ha, thì trong tất cả các cõi giới có hình dáng khác nhau, hoặc nhỏ, hoặc là gì, hoặc vuông, hoặc là gì, hoặc chéo, hoặc là gì, hoặc thẳng đứng, đều phương đều nè là như thế, cái hình dạng như thế. Từ vậy mà có khi là lục giác, có khi là hình tròn ha. Như vậy thì chúng ta thấy được các thế giới ở đây ở tạng này đều là có hình dạng khác nhau mà Đức Phổ Hiền Bồ Tát đã. Kính thưa quý vị đồng tu, hôm nay chúng ta tiếp tục vừa vào kinh Hoa Nghiêm ha. Hôm trước chúng ta đã học Hoa Tạng của thế giới ha. Hoa Tạng của thế giới mà tất cả các phương của Hoa Tạng. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục. Lúc này Bồ Tát Phổ Hiền đang nói cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật ha. Đây do nghiệp rộng ý tinh thần sát hại vô biên quý như sát hại vô biên quý như mây bữa giữa không gian bựu châu trải đất trang nghìn tấc ở trong quang minh của Phật. Tất cả quốc độ tâm phân biệt quang minh sôi đến mà hiện ra, chư Phật ở trong những cõi ấy nơi nơi thị hiện thân phần lực ha. Có cõi hoặc nhiễm hoặc thanh tịnh chịu khổ thưởng vui điều sai khác. Đây là do biển nghiệp chẳng nghĩ bàn, các hợp pháp luôn chuyển thường như vậy trong một chân long vô lượng cõi như số vi trần mà an trụ. Mỗi cõi đều có Đấng Thế Tôn ở trong chúng hội tuyên diệu pháp trong nỗi vi trần cõi lớn nhỏ nhiều loại sai khác vô số trần bằng phản cao thấp đều chẳng đồng. Phật đều qua đến mà thuyết pháp tất cả vi trần hiện quốc độ đều là bổn nguyện thần thông lực tùy lòng ưa thích sai khác nhau trong khoảng hư không đều làm được. Tất cả quốc độ những vi trần trong mỗi vi trần Phật đều nhập khắp vì chúng sanh hiện thần thông. Trên đoạn kinh này
thì chúng ta thấy được cái số vi trần của các thế giới hoa tạng, thì trong đó thì rất là nhiều, rất là nhiều. Quý vị đồng tu ở đây cũng thấy là giữa hư không trải khắp mà bửu châu, trải đất trang nghiêm, trang nghiêm tốt ha, sự trang nghiêm của các cõi, mà cái cõi này là cái cõi của mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng Bồ Tát Phổ Hiền đã nói là cái cõi đất thanh tịnh, vì thân tâm thanh tịnh, vì thân tâm thanh tịnh nên ở cái cõi này là vô cùng nghiêm trang, vô cùng nghiêm trang. Vì sao thế? Vì sao? Vì các cõi giới của các chư Phật là cảnh giới tối cao, cảnh giới tối cao, không phải hàng phàm phu chúng ta và các hàng thanh văn duyên giác có thể biết được. Trên kinh Đại Niết Bàn, trên kinh Đại Bát Niết Bàn thì cũng đã nói là tất cả những gì đều không thể nghĩ bàn và biết được. Như vậy thì chúng ta thấy được là sự trang nghiêm của các cõi. Bửu châu là mỗi cõi đều có các trang nghiêm thanh tịnh, có các châu báu, xà cừ, mã não, lưu ly, ngọc bích, phượng hoàng, khổng tước. Tôi lấy đó là cụ thể ở cõi Tây Phương. Cõi Tây Phương thì có những âm thanh, âm nhạc vi trần, có các nhạc trời. Đất ở đây là đất của sông băng, đất của sông băng. Đất của sông băng không phải là đất của phù sa như đất ở cõi Ta Bà, ở cõi ngược, mà là đất của cõi sông băng, nước mặt băng trong sáng huyền diệu. Như vậy chúng ta thấy sự huyền diệu ở đây là trong các cõi ha. Bởi vì sao vậy ha? Bởi vì trải qua sở nguyện của các đức Phật, của các vị chư Phật, các ngài đã làm cho cái cõi giới của mình vẻ đẹp lung linh, huy quỷ. Lại hơn nữa, sự tùy ý biến chuyển, sự chuyển hóa mà trên kinh ở đây ha, trên kinh Hoa Nghiêm đã nói là sự chuyển hóa của thần thông, sự chuyển hóa của thần thông. Tôi nói điều này là có căn cứ ha, không thể không nói là không có căn cứ, vì trên kinh Lăng Nghiêm đã nói là dùng tùy tâm biến hiện ở đây là dùng thần thông. Khi quý vị đạt được tất cả những cảnh giới ha, thì quý vị cũng đồng nghĩa quý vị có thể có những năng lực thần thông ha, tha tâm thông, túc mệnh thông ha. Là những ví dụ ha, là tất cả những thần thông lục thông ha. Quý vị vì vậy mà quý vị thông suốt hết thiên địa ha. Quý vị thông suốt hết thiên địa, quý vị có thể nhìn thấy hết tất cả các thiên địa. Khi quý vị đã tu hành ha, đạt đến bậc giác ngộ, thì đồng nghĩa là quý vị đã các thần thông đó sẽ thể hiện ra để cho quý vị thấy được thiên địa, tất cả vạn vật đều nghe thấy thôi. Như vậy thì ở đây tất cả quốc độ tâm phân biệt ở trong quang minh sáng của Phật, quang minh là ánh sáng của Phật. Sự quang minh này hay nói hơn là vô lượng, vì sự vô lượng vô tận nên không gian là quang minh sáng rực,
đến nỗi rất là quy diệu, quy diệu chứ không phải là huyền bí. Huyền bí là một sự mờ ảo, còn quy diệu là một sự quang minh sáng rực. Quý vị đồng tu cũng nên hiểu chỗ này. Chư Phật ở trong những cõi ấy nơi nơi thị hiện thần thông lực. Đúng như vậy, khi quý vị đã đắc đạo thì quý vị có thể thi triển thần thông lực của quý vị. Như vậy thì quý vị thấy được cảnh giới của chư Phật mà người phàm phu chúng ta không thể nào có thể diễn tả được. Chúng ta không thể định diễn tả được vì sao như thế. Vì thần thông lực này, đó là quá trình tích lũy công năng tu tập, công phu tu tập của quý vị trải qua rất là nhiều đời nhiều kiếp, nhiều đời nhiều kiếp mới có được cái năng lực này, có được cái năng lực. Nên chính vì vậy, nơi nơi thị hiện thần thông lực, tùy ý sở nguyện và tùy ý biến hiện, tùy ý biến hiện, tùy ý biến hiện là chỉ trong một niệm quý vị đã đây cái nào, chỉ trong ở cõi giới này thì quý vị đã ở cõi giới khác. Khi quý vị có thần thông lực thì quý vị đi từ ở cõi giới này chuyển sang ở cõi giới khác, chỉ trong tích tắc. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy mà chịu khổ hưởng vui đều sai khác, đây là do biển nghiệp chẳng nghĩ bàn. Các sách lưu truyền thường như vậy, trong một chân long vô lượng cõi, như số vi trần mà an trụ, mọi cõi đều có đầy đấy thở lớn ở trong chúng hội tuyên diệu pháp. Cũng như tôi nói ở cõi tịnh độ, ở cõi tịnh độ thì tôi đã nói qua những bài giảng kinh điển thuyết pháp ở nhiều video clip mà trên mạng, trên các thành nền tảng xã hội và các trang YouTube thì quý vị cũng đã biết thì quý vị cũng đã biết ở trong chúng hội tiên diệu pháp, việc mà thần thông lực diễn ra ở đây làm cho tất cả các cỏ cây hoa lá âm thanh đều có thể giảng kinh và thuyết pháp, không cần đến tất cả các chư Phật thuyết pháp mà cũng có thể các âm thanh nhạc trời, các khổng tước, các cái gì nữa phường họ đều có thể giảng kinh thuyết pháp. Vì sao vậy? Vì đó là cảnh giới mà các chư Phật đã tùy ý hiện ra. Vì vậy mà quý vị mới thấy được cái sự vi diệu ở đây. Quý vị mới thấy được sự ở trong chúng hội tiên diệu pháp. Diệu pháp liên hoa trên các tòa sen, nhưng mà ở trong diệu pháp trong chúng hội tất cả các đồng cư dân ở cõi tịnh độ, có đồng cư dân trung căn, thượng căn và hạ căn. Thì như vậy thì ở cõi tịnh độ này có nhiều cư dân đến như vậy thì họ sẽ nghe tất cả các chư Phật và Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp. Để chi vậy? Để họ có thể ngộ ra và họ có thể tu thành chánh quả, đã đạt quả vị cao nhất. Cũng như tôi nói những điều hôm trước là tôi giảng những điều hôm trước là ở trong tất cả các cõi đều cũng phải tu hành,
đều cũng phải tu hành thì mới được. Tại vì sao thế? Chỉ riêng trừ cõi giới địa ngục, chỉ riêng trừ cõi giới địa giới, cõi giới địa ngục thì không thể tu hành, vì nơi đó là chịu cực. Trên kinh Địa Tạng đã nói ha, trên kinh Địa Tạng đã nói nơi đó là nỗi thống khổ cực hình, khỏi thống khổ cực hình. Mà chính vì vậy mà nên trên kinh tất cả các kinh thì cũng đã nói ở tất cả các phương và các cõi đều phải tu tập. Nhưng mà sao? Nhưng họ tu tập một thời gian rất là dài, có thể là một hoặc nửa kiếp tục na gia hoa kiếp ha, rất là dài. Vì sao vậy? Vì sao? Vì suy không có sự cản trở, vì ở tất cả các cõi giới ấy đều không có sự cản trở. Mà khi không có sự cản trở thì việc tu hành thì rất là dài lâu ha. Tại sao không cản trở mà tu hành lại lâu? Vì thời gian ở nơi đó diễn ra từng chút một, từng chậm rãi đến như vậy, nên thời gian tu tập sẽ rất là lâu. Chỉ riêng ở cõi ta bà ta, chúng ta phàm phu chúng ta thì mới có thể tu được nhanh hơn. Vì sao vậy? Vì ở giữa đời này quý vị phải trải qua những vất vả trong cuộc sống, và từ những kinh nghiệm quý báu quý vị mới có thể tinh tấn tu tập được. Và từ trong cõi ta bà này quý vị mới ngộ ra được, và từ đó quý vị mới dễ dàng đắc quả nhanh nhất. Trong tất cả các cõi chỉ có cõi ta bà, cõi người trời là cõi tu hành dở và nhanh nhất. Còn tất cả các cõi giới khác thì tu rất là lâu ha, tu rất là lâu đó. Quý vị đồng tu cũng nên biết chỗ này ha, đỡ khi mình tinh tấn mình tu tập ha, đã tu cầu đạo học Phật thì mình phải ráng cố gắng tinh tấn tu tập ha. Tôi cũng mong muốn quý vị ha, mỗi ngày tinh tấn được sau khi nghe các bài giảng kinh điển và thuyết pháp của tôi ha, thì cũng nên tinh tấn tu tập ha, để mà có thể mau chóng thành tựu nhất ha, thù thắng nhất ha, để bất khả tư nghị công đức, để có thể đạt được những sở nguyện mà quý vị mong muốn ha. Tôi lấy ví dụ quý vị muốn sanh về ở cõi trời ha, thì quý vị phải cố gắng tu tập tinh tấn thì mới sanh được ở cõi trời ha, sanh ở cõi trời, chứ không thể nào mà quý vị không tu tập mà lại muốn sanh về cõi trời, thì điều này là không thể ha. Điều này rất là khó khăn. Vì sao vậy? Vì theo nghiệp lực dẫn dắt, chúng ta phải chịu luân hồi ha, luân hồi trong cảnh giới, và sáu cõi luân hồi chúng ta phải bị chịu như thế ha. Vì vậy vì nghiệp lực dẫn dắt chúng ta sẽ chịu luân hồi. Trong mỗi vi trần cõi lớn nhỏ, nhiều loại sai khác số vi trần, bằng phẳng cao thấp đều chẳng đồng. Phật đều qua đến mà thuyết pháp, tất cả vi trần thiện quốc độ đều là bổn nguyện thần thông lực, thì lòng ưa thích sai khác nhau, trong khoảng hư không đều làm được. Tất cả quốc độ những vi trần, trong mỗi vi trần Phật đều nhập, khắp vì chúng sanh thiện thần thông. Cũng như tôi nói hôm trước ha, việc thị hiện trong chốn nhân gian của chúng ta ha, có các vị chư Phật và Bồ Tát ha, chủ yếu là Bồ Tát thị hiện ha. Vì Bồ Tát là sao? Có duyên sâu dày với tất cả chúng sanh ha, tất cả chúng sanh. Vì sao thế? Vì Phật A Di Đà và Bồ Tát Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát ha, thì những vị Phật và Bồ Tát, tất cả các vị Phật khác nữa ha, tôi chỉ cỡ một số tiêu biểu, thì quý vị thấy được là
vì có duyên sâu dày với chúng sanh, sâu nặng với chúng sanh ha, không để cho chúng sanh làm than khổ cực, nên các ngài đã sẵn thị hiện trong nhân gian, thị hiện với nhiều hình thức khác nhau để chi, để phổ độ cho chúng sanh, tất cả những chúng sanh khỏi khổ đau và về đầy cho phiền não, từ những tập tính phiền não và khổ đau, để làm cho chúng sanh bớt đi đau khổ. Quý vị có thấy mỗi khi mà mình có thể mình ao ước mình cầu nguyện điều gì, mình có thể đi đến chùa ha, thắp nhang lỡ là Phật ha, quý vị đồng tu ở đây ha, cũng có thể thắp nhang lỡ Phật ha, quý vị thường hay tới điện Quan Âm ha, điện Quan Âm để mà cầu ha, cầu cho các ngài Đại Bi Quan Âm Bồ Tát ha, cầu ban phước lành cho mình. Như vậy đó là sự gì, sự đặt nơi tâm linh ha, sự đặt nơi tín ngưỡng để mà đặt lòng tin vào nơi các vị Bồ Tát và các vị chư Phật. Như vậy thì quý vị thấy vì có duyên sâu nặng lớn đến như vậy ha, nên các ngài đã thị hiện trong nhân gian ha, để giúp cho chúng sinh bớt khổ đau. Vì các ngài thấy chúng sinh rất là nhiều, còn nhiều nỗi thống khổ và khổ cực cơ hàn ha. Vì vậy mà chúng ta nên biết rằng sự ở đây, sự điều trong khắp tất, trên kinh đã nói là tất cả quốc độ những vi trần, trong mỗi vi trần Phật đều nhập pháp vì chúng sanh hiện thần thông ha. Thì sự thần thông ở đây là một cái sự màu nhiệm. Có vị nào ha, nhiều khi ha, cầu nguyện mà đã được thành ý nguyện không, chắc là cũng có ha, có rồi, quý vị thấy sự vi diệu của thần thông ha, của các vị các đại bạn biên quan tham Bồ Tát ha, vì vậy hoặc là các vị chư Phật. Như vậy thì quý vị thấy sự màu nhiệm là ở chỗ này ha. Khi cầu mà đắc được thì chắc chắn đã được linh nghiệm ha. Như vậy thì quý vị thấy sự pháp vì chúng sanh là tất cả các cõi. Rồi tiếp theo, con quay vòng tiếp theo. Tỳ lô gia nam pháp như vậy, lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát lại bảo đại chúng rằng: chư Phật và chư Phật tử nên biết thế giới này hãy có nhiều cái loại hợp dùng các biến trang nghiêm, đồng trang nghiêm làm như thế, hoặc dùng phương tiện trang nghiêm làm thế tình thể, hoặc dùng tất cả các trần biểu quang minh làm thể, hoặc dùng các sắc quang minh làm thể, hoặc dùng các trang nghiêm làm thể, hoặc dùng diện cung làm thở, hoặc dùng Phật pháp trì lương làm thở, hoặc dùng tướng diệu bửu làm thở, hoặc dùng bửu lân vàng làm thể, hoặc dùng nhật ma ni làm thở, hoặc dùng cực vi trần làm thể, hoặc dùng tất cả các làm là hoặc dùng các bửu làm thở, hoặc dùng các hương làm thở, hoặc dùng biểu ảnh tương làm thể, hoặc dùng long lan trang nghiêm thị hiện làm thở, hoặc dùng âm thị hiện cảnh thế giới làm thở, hoặc dùng biểu hình Bồ Tát làm thở, hoặc dùng hoa nhị làm thở, hoặc dùng ngôn âm làm thở, có thể với sự nhầm thể đến như vậy ha. Các Phật Bồ Tát của Phổ Hiền trong đó lại muốn nghĩ cách còn dựa vào thần oai lực của Phật và Bồ Tát để mà thi hiện ha. Trên kinh đã nói rất rõ ha, dùng làm thanh âm làm thở ha, việc tất cả ha. Làm thanh âm làm thở, thanh âm ở đây chính là âm ngữ của Phật ha. Âm ngữ của Phật, ở âm ngữ của Phật là trong tất cả trong Phật giáo của chúng ta ha. Trong Phật giáo của chúng ta có âm ngữ của Phật, có hay nói cách khác là mật ngữ của Phật. Mật ngữ của Phật, khi chúng ta thấy được sự hiện diện của
của các pháp ngữ là điều đó có nghĩa là chúng ta đang kết nối tương thông, kết nối tương thông. Như vậy thì ở trên đây Bồ Tát cũng đã nói, Bồ Tát Phổ Hiền cũng đã nói là chúng ta cũng có thể làm hình tượng Phật và Bồ Tát làm thở đây là an trụ hay còn gọi là thường trụ. Mà hôm trước chúng ta đã gặp là đã nói về thường trụ. Thường trụ là ở tâm, vì Phật tánh của chúng ta, không? Vì Phật tánh của chúng ta để làm trụ, an trụ tại tâm. Từ đó mà tất cả các âm thanh hoặc các hình tượng của Bồ Tát, chư Phật chúng ta đều làm thể. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ luôn nhờ vào trong tất cả các bạn, mà trong số của các hải vi trần, từ các hải vi trần đó mà chúng ta mới thấy được sự trang nghiêm đến như thế, dùng tất cả các bửu quang minh làm thở. Bửu quang minh là ánh sáng vô lượng làm thở, ta lấy nhiếp tâm làm ánh sáng quang minh làm thở. Và trên này cũng gọi là sắc quang minh, là sắc quang minh ở đây là các sắc diệu quang minh này là từ trong các gì, từ trong ánh hào quang của từ bi của các vị chư Phật ở ba đời đã hộ trì cho ta, để bảo vệ cho ta. Và như vậy thì chúng ta thấy được sự vi diệu của các thở ở đây, các sắc vi trần mà Bồ Tát Phổ Hiền đã nói chúng ta có thể là lấy hợp lại những sự vật đã làm thở, hoặc cái phương tiện đã làm thở để an trụ thường trụ ha. Tiếp theo lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát lại nói tiếp ha, có những mức độ diệu biểu hợp lại thành bền chắc hư không họ đều ở bửu liên hoạt. Chúng ta thấy được là tất cả trên đoạn kinh này đã nói rất rõ, và tôi cũng nói thêm, tôi cũng giảng rộng và giảng nghĩa để thuyết pháp nó rõ ra cho quý vị để hiểu ha. Sự điều ở bửu liên hoa là trên kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng đã nói. Chúng ta có tất cả là chín cửu phẩm. Khi còn tưởng nghiệp đến quý vị phải quý vị sắc, quý vị có thể đồng sanh về Tây Phương, hoặc đồng sanh về tất cả các phương mà quý vị đi. Từ đó mà quý vị có những sở nghiệp của mình. Vì vậy mà quý vị thấy được sự vừa liên hoa ha. Và thấp nhất là các phẩm vị. Khi sanh vào liên hoa từ 7 đến 21 và 49 ngày. Đây là những kiến thức cũ. Đây là những kiến thức mà tôi đã giảng trước rồi. Nên tôi sẽ nhắc lại. 7, 21 và 49 ngày. Thì quý vị mới được từ liên hoa liên đại sẽ nở ra. Khi quý vị nghe được hai đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát và đại Thế Chí Bồ Tát vì tuyên diệu pháp, thì quý vị lại sinh tâm hoan hỷ, và từ đó được các quả vị tùy theo căn tính nghiệp lực quả và nhân duyên. Từ đó quý vị mới có thở tu hành. Vì sao thế? Vì ở đây là mỗi phần khu của chúng ta đều có cái nghiệp lực, mỗi chúng sanh đều có sự nghiệp lực riêng. Nên bền chắc không hư hoại đều ở bửu liên hoa ha. Ở đây là tất cả các phương đều có thể nằm ở bửu liên hoa. Khi quý vị vãng sanh vào tại bửu liên hoa, đều có thể chờ thời gian mà tôi nói đó, thì quý vị sẽ nở hoa ha. Hay còn gọi là khai hoa, nở nhị, khai hoa, nở nhị. Đó là cụm từ mà tôi dùng cho việc trang trọng hơn, vi diệu, vì sao vậy?
cái hoa nở nhị là trên thiên đà sen, quý vị nở thôi. Sau khi quảng sanh về nơi đó, việc quảng sanh về nơi đó thì quý vị để nở ra và từ đó đạt được các phẩm vị ha. Từ đó mà quý vị tiến hành tinh tấn tu tập để đạt quả vị cuối cùng, đó là quả vị Phật đó, quả vị Phật. Như vậy thì trên con đường cầu đạo học Phật là như thế. Tiếp theo, hoặc là bửu quang minh, xuất sanh chẳng biết được tất cả quang minh nghiêm, nếu hư không mà ở, học thanh tịnh làm sợ, lại lương quang minh ở, may bán làm trang nghiêm, chỗ Bồ Tát đi và đến, hoặc có những quốc độ từ nơi nhiều lục sanh, an trụ như ánh trước, đêm nói chẳng thế được, hoặc ma ni nhập thành, chó sáng như mặt trời, bảo châu dùng trang nghiêm, Bồ Tát điều đầy khắp, bửu diện thành quốc độ, nay xem trong trên đó